Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kéo dài metro Nhổn ga Hà Nội thêm 8 km ngầm tới Hoàng Mai. Đây là thông tin được đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết tại buổi họp báo nhân dịp khánh thành tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao và chia sẻ kinh nghiệm của Pháp trong hỗ trợ giao thông bền vững tại Việt Nam ngày 11 tháng 9 ở Hà Nội. Đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn ga Hà Nội đã vận hành thương mại vào ngày 8 tháng 8 vừa qua. Đoạn tuyến ngầm 4 ga tiếp theo đến ga Hà Nội theo kế hoạch sẽ được vận hành vào cuối năm 2027. Theo Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet, việc khánh thành đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số 3 thành phố Hà Nội là biểu tượng cho sự cam kết mà Pháp hỗ trợ Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu bằng việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Dự kiến, tuyến đường sắt đô thị số 3 sẽ được kéo dài thêm 8 km, tiếp tục đi ngầm dưới phố Trần Hưng Đạo và xuống phía nam của thành phố tới Hoàng Mai. Phần tuyến kéo dài này sẽ được hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ châu Âu là Cơ quan Phát triển Pháp và Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á. Đại sứ Olivier Brochet cho biết, với những kinh nghiệm lớn đúc kết từ tuyến số 3, các công ty Pháp sẵn sàng huy động để góp phần giảm thiểu khí thải carbon trong giao thông bằng việc tham gia các dự án giao thông đường sắt đang triển khai tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, cảm ơn chính phủ cùng các cá nhân, tổ chức Pháp đã đồng hành và tài trợ trong suốt quá trình thực hiện đoạn đường sắt trên cao Nhổn ga Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố. Sự hỗ trợ cùng với kinh nghiệm chuyên môn từ các đơn vị thi công đã góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc giúp dự án tiếp tục tiến triển, vượt qua khó khăn, thách thức. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho thấy, sau 15 ngày đầu tiên đưa vào khai thác miễn phí, tuyến phục vụ khoảng 750.000 lượt khách đi tàu. Trong đó, lượng khách trải nghiệm tăng đột biến vào cuối tuần với hơn 100.000 lượt và ngày thấp nhất gần 35.000 lượt. Đến nay, sau hơn một tháng vận hành, đoạn trên cao của dự án đã trở thành phương tiện thường nhật được người dân tin tưởng và lựa chọn đi lại hàng ngày. Đoạn trên cao vận hành đang từng ngày cải thiện đời sống của người dân phía Tây Hà Nội. Vì vậy, đoạn ngầm dài 4 km của tuyến đường sắt đô thị số 3, một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án, vẫn đang trong quá trình thi công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng từ các bên liên quan. Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội bày tỏ. Khẩn trương khắc phục hư hỏng quốc lộ 1 qua Cà Mau sau phản ánh của báo giao thông. Khu quản lý đường bộ 4 vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương sửa chữa tàu hành tuyến km 2261+660 đến km 2262, km 2264 đến km 2267, quốc lộ 1, tỉnh Cà Mau sau phản ánh của báo giao thông. Văn bản gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành, đơn vị thi công, ban quản lý dự án 5, quản lý dự án, công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, phía Nam, tư vấn giám sát, văn phòng quản lý đường bộ 6. Đoạn tuyến hư hỏng này thuộc công trình sửa chữa mặt đường đoạn km 2253 đến km 2253+070, km 2254+320 đến km 2254+480, km 2257+500 đến km 2260, km 2260+350 đến km 2261, km 2261+100 đến km 2262, km 2264 đến km 2267, quốc lộ 1, tỉnh Cà Mau do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành thi công và đang trong thời gian bảo hành. Để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 1 được êm thuận, tuyệt đối an toàn, khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành khẩn trương đảm bảo giao thông ngay bằng vật liệu phù hợp. Văn bản nêu rõ, khi thời tiết nắng ráo thì tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị tiến hành sửa chữa triệt để các hư hỏng trên tuyến theo giải pháp thiết kế được duyệt của dự án, kịp thời xử lý những hư hỏng phát sinh mới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông. Khu quản lý đường bộ 4 lưu ý, trường hợp chậm trễ khắc phục để xảy ra tai nạn giao thông, tạo dư luận xã hội thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cùng với đó, khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu ban quản lý dự án 5 và công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 phía Nam cử cán bộ xuống ngay công trình để đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc sửa chữa các hư hỏng trên tuyến của đơn vị thi công, lập hồ sơ hoàn thành công tác sửa chữa bảo hành gửi về khu quản lý đường bộ 4 trước ngày 20 tháng 9 năm 2024. Đối với văn phòng quản lý đường bộ 4.6, khu quản lý đường bộ 4 giao kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của việc sửa chữa bảo hành của các đơn vị, nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình sửa chữa, kịp thời nhắc nhở đơn vị thi công sửa chữa bảo hành nếu phát hiện các hư hỏng phát sinh. Trước đó, ngày 10 tháng 9 năm 2024, báo Giao thông đã đăng tải bài viết Quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều điểm hư hỏng. Cụ thể, đoạn từ ấp Cái Rắn, xã Phù Hưng đến ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ của huyện Cái Nước xuất hiện một số ổ gà với chiều dài gần 2.000 m. Nguyên nhân hư hỏng mặt đường được xác định, thời gian qua xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nhất là gần đây, ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi, mưa lớn liên tục khiến cho mặt đường nhanh chóng xuống cấp, ngập nước kéo dài. Đề xuất thêm nút giao trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Theo tin từ Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã ban hành thông báo kết luận của tỉnh ủy, đồng ý chủ trương đầu tư nút giao dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu với đường tỉnh 991, qua thị xã Phú Mỹ hay còn gọi đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Hòa Bình. Mục đích nhằm cải thiện khả năng kết nối giao thông của cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép, Thị Vải kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung nút giao nói trên vào dự án đường cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1 để triển khai đồng bộ. Được biết, trước đó, tại các buổi làm việc với đoàn công tác Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũng đề xuất bổ sung thêm nút giao trên tuyến cao tốc, mục đích để kết nối thuận lợi với các tuyến đường nội tỉnh, đường liên cảng Cái Mép, Thị Vải, quốc lộ 51. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi lưu thông trên các tuyến đường này, đồng thời giúp vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng nhanh hơn. Trường hợp dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nếu đi vào khai thác trước các dự án thành phần còn lại cũng đảm bảo lưu thông, phát huy được công năng của đoạn tuyến này. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km được chia làm hai dự án thành phần 1 và 2, còn đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu dài gần 20 km. Theo quy hoạch trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 10 nút giao, trong đó đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 nút giao. Nhà thầu đang thi công các nút giao giữa cao tốc với quốc lộ 56, đường Nguyễn Tất Thành, đường đi Châu Pha và nút Phú Mỹ để đưa vào khai thác trong năm 2025. Nút giao giữa cao tốc với đường tỉnh 991, tỉnh xin bổ sung quy hoạch. Hiện nay, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặt bằng đã giao 100%, sản lượng đạt 45%. Đường cầu đã thành hình, nhiều đoạn đã gia cố xi măng, tỉ bần dính, chờ thời tiết thuận lợi để thảm nhựa. Còn cao tốc qua Đồng Nai, mặt bằng mới giao được khoảng 2/3 nhưng loang lổ nên tiến độ dự án chậm. Các gói thầu cơ bản mới hoàn thành từ 5% đến hơn 20% công việc. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cầu yếu, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Sở Giao thông Vận tải vừa đề nghị các đơn vị khảo sát hiện trạng và có ngay biện pháp đảm bảo an toàn khai thác đối với các cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng, cầu bắc qua các tuyến giao thông thủy trọng yếu, cầu vượt trên cạn và hầm đường bộ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, lưu ý các cầu giao thông nông thôn, cầu treo dân sinh đã hư hỏng lâu ngày nhưng chưa sửa chữa, bảo trì, sửa chữa ngay các hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ sự cố công trình, mất an toàn giao thông công trình trong mùa mưa bão năm 2024. Lưu ý, các cầu sắt cũ, lâu năm như cầu Tân Thuận 1, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1 và cầu Vàm sắt cũ. Sở Giao thông Vận tải lưu ý thêm, khi phát hiện công trình có nguy cơ sụp đổ, mất an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, các đơn vị phải tạm dừng ngay việc khai thác công trình và có biện pháp ngăn chặn người, phương tiện lưu thông, cảnh báo, rào chắn công trình kịp thời, đồng thời có phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thay thế. Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện và các đơn vị đang thực hiện hợp đồng quản lý, bảo trì cầu đường bộ để tuần tra, kiểm tra hệ thống cầu, hầm đường bộ, đặc biệt là cầu giao thông nông thôn trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác trong mùa mưa bão. Có thể mở cửa trở lại cầu Long Biên, cầu Đuống. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ đề nghị cho phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên, cầu Đuống khi nước rút đến mức an toàn. Trao đổi với báo Giao thông, ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nếu mức nước trên sông Hồng về mức an toàn, đơn vị sẽ đề xuất chạy tàu và lưu thông phương tiện qua cầu Long Biên, cầu Đuống trở lại trong ngày hôm nay. Tổng công ty đang cử lực lượng theo dõi sát sao, đồng thời chuẩn bị phương án đề xuất cho các đoàn tàu đi qua hai cây cầu này trở lại. Trước khi cho hoạt động, đơn vị tiếp tục kiểm tra toàn hệ thống cầu để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu. Dự kiến, kiến nghị các đơn vị chức năng liên quan cho các đoàn tàu khác hoạt động bình thường từ 9 giờ sáng. Thông tin thêm với báo Giao thông, ông Trần Thiện Cảnh cho biết, mực nước trên các sông Hồng, sông Đuống đã rút, nếu ngày mai rút đến mức an toàn có thể cho các phương tiện qua cầu. Cũng theo ông Cảnh, hiện trên các tuyến đường sắt đã khắc phục các sự cố, thiệt hại do bão lũ, chạy được tàu. Riêng tuyến Hà Nội, Lào Cai, nước ngập trên diện rộng, nhiều vị trí cây đổ, cột thông tin đổ vào đường sắt, nền đường sắt bị sạt lở, trôi nền đá, phải phong tỏa khu gian để tổ chức cứu chữa. Nặng nhất là các khu gian từ Ấm Thượng, Lang Thiếp, km 131+970 đến km 227+300, Thái Văn, Cầu Nhỏ, km 247+00 đến km 253+690, Làng Giàng, Lào Cai, km 282+215 đến km 293+560 bị sạt lở ta luy nền đường, nước ngập đỉnh ray, trôi nền đá. Hiện đơn vị vẫn đang tích cực cứu chữa để có thể thông đường toàn tuyến sớm nhất.